kính thưa các mạnh thường quân, kính thưa toàn thể quý khán giả thân mến. Lời đầu tiên cho phép Khánh xin được gửi lời kính chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị. Chúc cho quý vị chúng ta luôn được thật nhiều sức khỏe, luôn được bình an, luôn được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Khánh rất là cảm ơn toàn thể quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ những cái mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn toàn thể quý khán giả chúng ta đã luôn ủng hộ Khánh, đồng hành với Khánh về mặt tinh thần và theo dõi Khánh trong suốt thời gian vừa qua trong cái chương trình Thiền Nguyền mà Khánh chia sẻ trên kênh YouTube. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Thì hôm nay là một cái ngày đầu tháng 7, Khánh xin được làm một cái video ngắn để chia sẻ với quý vị một vài cái thông tin. Điều đầu tiên đó là Khánh xin được báo cáo tổng kết với toàn thể quý vị là những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân và quý vị khán giả. Trong cái tháng 6 vừa rồi, chúng ta đã làm được những cái việc gì và có một vài cái nội dung liên quan nữa Khánh cũng muốn chia sẻ với toàn thể quý vị trong cái video ngắn ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Khánh xin được báo cáo tổng kết với quý vị về cái chương trình Thiền Nguyền trong cái tháng 6 vừa qua. Thì xin thưa với quý vị rằng là trong cái tháng 6 vừa qua là một cái tháng mà cũng có nhiều cái dấu ấn rất là quan trọng, có nhiều cái thông tin rất là tích cực mà Khánh muốn chia sẻ với toàn thể quý vị. Đó là trong cái tháng 6 vừa rồi thì các nhà hảo tâm chúng ta đã đồng hành cùng với Khánh và giúp đỡ cho được khá là nhiều cái mạnh đời kém may mắn quý vị ạ. Cụ thể ở đây đó là chúng ta đã kết nối và giúp đỡ được 15 cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp những cái biến cố, gặp những cái rủi ro trong cuộc sống. Và trong 15 cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó đấy, thì cái số tiền mà các nhà hảo tâm chúng ta đã gửi về cho Khánh để giúp đỡ cho họ đấy lên đến con số là 642.500.000 đồng. Thì đó là một cái khoản tiền mà Khánh nghĩ rằng là cũng khá là lớn, chỉ trong vòng một tháng thôi mà các nhà hảo tâm chúng ta đã gửi về và giúp đỡ cho những cái mạnh đời trong cái chương trình mà Khánh chia sẻ. Thì qua đây đấy, Khánh xin được thay mặt cho tất cả những cái mạnh đời kém may mắn, xin được cảm ơn tất cả quý vị, những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân và cảm ơn tất cả những quý vị khán giả chúng ta đã đồng viên, ủng hộ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thế thì Khánh cũng xin chia sẻ với quý vị là trong cái số tiền và trong số 15 cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà các quý vị chúng ta gửi tiền về để giúp đỡ đấy, thì cái số tiền quý vị chúng ta gửi về bao nhiêu thì Khánh đều trao đến cho những cái mạnh đời kém may mắn bấy nhiêu quý vị ạ. Có nghĩa là đầu vào và đầu ra nó là hai con số nó bằng nhau. Đấy, và tất cả thì Khánh đã đều đăng tải trên cái kênh YouTube bằng những cái video mà Khánh có chia sẻ, thì cũng rất là mong được các nhà hảo tâm chúng ta theo dõi, chúng ta quan tâm để rồi chúng ta biết được là cái số tiền, cái tấm lòng của quý vị đã được trao gửi một cách trọn vẹn, để chúng ta cũng cảm thấy được vui và thấy được rằng là cái việc mà quý vị chúng ta gửi tiền về cho Khánh nó cũng được rõ ràng và yên tâm quý vị nhé. Để rồi là chúng ta có cái lòng tin để chúng ta có thể là tiếp tục đồng hành và chia sẻ để giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một cái điều đặc biệt nữa là trong cái quá trình mà quý vị chúng ta theo dõi những cái video của Khánh đấy, thì Khánh rất là mong muốn nhận được những cái lời nhận xét, những cái lời góp ý của quý vị bằng những cái comment ở trong cái video đấy, để Khánh có thể biết được những cái điểm gì đó mà mình làm chưa tốt, những cái nào mà mình đã làm được tốt rồi, thì Khánh cũng mong được quý vị chúng ta chia sẻ để Khánh có thể là phát huy cũng như là khắc phục. Để rồi là mỗi một video, mỗi một chương trình mà Khánh chia sẻ thì nó sẽ được ngày càng hoàn thiện hơn. Khánh rất là mong được những cái lời nhận xét của quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thế thì quý vị ạ, trong số 15 cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cái tháng 6 vừa rồi đấy, mà quý vị chúng ta gửi tiền về để giúp đỡ cho họ đấy, thì có một vài cái hoàn cảnh mà Khánh tạm thời còn giữ lại một số tiền mà chưa thể đến để trao cho họ được. Thì cũng rất là mong quý vị thông cảm, bởi vì là trong những ngày vừa qua đấy, thì tình hình dịch bệnh Covid-19 ở tại Việt Nam nói chung cũng như là ở khu vực miền Trung ấy, thì nó cũng có những cái diễn biến rất là phức tạp. Đặc biệt đó là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thì cũng đang có xuất hiện
nhiều những cái trường hợp bị nhiễm COVID-19 và nằm trong cái khu vực mà có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà được quý vị chúng ta giúp đỡ. Chính vì vậy cho nên là tạm thời là cũng có một số cái hoàn cảnh là Khánh đang đã nhận tiền rồi, tuy nhiên thì vẫn chưa trực tiếp đến để trao gửi cái tấm lòng của quý vị giúp đỡ cho họ được, thì cũng rất là mong quý vị thông cảm. Thứ hai nữa là cũng có một cái hoàn cảnh mà Khánh cũng đã đăng tải trong cái tháng 6 vừa rồi, và cho đến thời điểm bây giờ thì cũng đã có khá nhiều cái tấm lòng mà quý vị chúng ta gửi về để giúp đỡ. Đó là trường hợp của cháu Nhật Tân, là một bé trai mà năm nay mới chỉ hơn 2 tuổi thôi, nhưng mà không may thì cháu bị bỏng xăng rất là nặng, và bây giờ thì để lại những cái di chứng, những cái vết thương, những vết sẹo rất là lớn, rất là nặng nề, và còn có những cái tổn thương ảnh hưởng đến cái chức năng vận động của cháu nữa, rất là lớn. Thì cũng được các quý vị chúng ta gửi tiền về để giúp đỡ cho cháu Nhật Tân. Tuy nhiên thì trong những ngày vừa qua đấy, thì cháu Nhật Tân đã được gia đình đưa ra bệnh viện Bỏng Quốc gia ở ngoài Hà Nội đấy để tiến hành điều trị, cho nên là bây giờ là cháu chưa có về nhà. Và trong những ngày vừa qua thì cũng có thêm một số nhóm người ta trực tiếp trao tiền để giúp đỡ cho cháu Nhật Tân rồi, cho nên là cái số tiền mà quý vị chúng ta gửi về cho Khánh đấy thì tạm thời Khánh đang giữ đây, và còn thêm một số quà bằng hiện vật nữa, cho nên là Khánh sẽ chờ một cái ngày nào đó mà gần đây thôi, cháu Nhật Tân sau cái đợt điều trị này sẽ trở về nhà để bồi dưỡng sức khỏe rồi sẽ tiếp tục cái đợt điều trị tiếp theo, thì Khánh sẽ thay mặt cho quý vị trao trọn vẹn tất cả những cái tấm lòng mà quý vị gửi về để giúp đỡ cho cháu Nhật Tân quý vị nhé. Đấy thì Khánh cũng muốn được thông báo như vậy để cho tất cả quý vị là những nhà hảo tâm ấy, các mạnh thường quân chúng ta gửi tiền về để giúp đỡ cho một số cái hoàn cảnh mà Khánh đã trao tiền rồi thì không nói, nhưng những cái hoàn cảnh mà Khánh còn còn đang giữ tiền ở đây đấy thì cũng mong quý vị chúng ta thông cảm và cũng hiểu cho Khánh về những cái sự bất tiện này. Và một cái trường hợp thứ hai nữa, đó là trường hợp là vợ chồng anh Trí và chị Thủy ở tại thành phố Hà Tĩnh, ở phường Đài Nài, thành phố Hà Tĩnh đấy quý vị. Thì quý vị chúng ta cũng có gửi tiền về. Cái lần đầu tiên thì Khánh đã trao cho anh chị là 25.200.000 đồng rồi. Và trong những ngày vừa qua đấy thì có các cô chú, các anh chị chúng ta cũng gửi giúp đỡ cho anh chị thêm là 3.700.000 đồng nữa. Tuy nhiên thì hiện tại là anh Trí và chị Thủy là ở thành phố Hà Tĩnh, thì ở đó là vừa rồi cũng có cái dịch COVID-19 và hiện tại thì để mà đến đó đấy thì thực tế là cũng đi lại rồi tiếp xúc nó cũng không được là an toàn trong cái dịp này. Với hơn nữa thì chị Thủy là người bị ung thư vú đấy quý vị, thì lại đang đi điều trị ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì bây giờ đấy, cái khoản tiền này thì Khánh cũng xin phép được thay mặt cho các nhà hảo tâm sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản cho chị Thủy để chị thuần tiền trong cái việc là điều trị ở trong bệnh viện Trung ương Huế. Thì tổng số tiền mà Khánh chưa trao đó là 3.700.000 đồng. Thì bây giờ Khánh xin phép được gọi điện trực tiếp cho chị Thủy và sẽ internet banking cái số tiền này cho anh chị luôn, thay vì là đến trực tiếp, bởi vì là Khánh không biết là đến lúc nào mới quay trở lại được, vì do dịch bệnh COVID-19 nó đang diễn biến rất là phức tạp, thì cũng rất là mong được các nhà hảo tâm chúng ta cũng đồng tình với Khánh cái quan điểm này, và Khánh sẽ chuyển cái số tiền này cho chị Thủy ngay bây giờ luôn ạ. Vâng ạ. Bây giờ Khánh sẽ gọi điện trực tiếp cho chị Thủy để nói với chị Thủy cái khoản tiền này, và Khánh sẽ chuyển trực tiếp cho chị Thủy bây giờ luôn. Alo, em chào chị Thủy. Dạ, chào anh Khánh ạ. Dạ vâng, em là Khánh vừa rồi đến nhà dạ. Chị đấy. Dạ. Dạ dạ. Chị Thủy thì đã về nhà chưa hay đang ở trong bệnh viện Trung ương Huế? Dạ, thì về nhà rồi anh Khánh ạ. À, chị về nhà rồi hả? Dạ. Dạ dạ. Thế thì vừa rồi sao? Vào xa thì mọi thứ nó ổn chứ? Dạ, anh... lần đi để vẫn thủ tục cái đấy, có lẽ đấy là tình cho bố đó hơn cách lý là đấy thì cũng khó khăn, mình thủ tục nhập viện phải 4 triệu đấy mới nhập viện được cái tức là vừa rồi cũng tức là vừa rồi nhưng mà vừa rồi vào rồi có sa trì không? Có trên 14 tháng đó hả? Bạn đi mong bảy đi chị bảo sao?
mùng 7 đi tiếp đấy, mùng 7 tháng 7. À, mùng 7 tháng 7 này đi tiếp ha? Dạ. À, là mùng 7 tháng 7 này thì chuyển ở Sa Trì, Hà Tĩnh hay là vào Trung ương Huế tiếp? Dạ. Văn thủ tục trên Hà Tĩnh chú Huế. À, thế à. Thế rồi vừa rồi vào đó điều trị thì có hết nhiều tiền không? Dạ, vừa rồi thì hết, nói chung chứ, trên 46 này đi thuộc địch nữa nè. À. Thế lại hết nhiều thuộc địch, kèm theo là đây một lần một trái thuộc địch cầm mấy triệu. Ồ. Thế là đợt vừa rồi đi cũng hết mười mấy triệu luôn hả? Dạ. À. Thôi thì cố gắng lên, còn người còn của cứ yên tâm lạc quan lên để điều trị chị ạ. Bởi vì là với cái bệnh ung thư vú đó thì cũng có rất là nhiều người khi mà xạ trị đấy, người ta cũng hợp thuốc và cũng mang lại cho được cái sức khỏe nó rất là tốt đấy chị. Có những người cũng sống mấy chục năm nữa chứ không phải đơn giản đâu nhé. Dạ. Lạc quan lên. Bố tí nhá. Dạ. Chị bệnh tật chị. Vâng, nhiều người nói thật thì anh Thành nha. Không may mắn nhưng trở lên biết được bệnh đừng may mắn. Đừng may mắn hơn những người cũng may mắn. Chẳng hạn người ta đứng sẽ đùng tình phải cất gần số phần nữa đấy. Vâng. Dạ. Dạ. Chị có tinh thần lạc quan như thế là tốt rồi. Thế thì hôm nay em báo với chị Thủy này là có thêm 4 nhà hảo tâm mà họ có gửi tiền về cho em để chia sẻ cho gia đình anh chị đấy. Dạ. Tuy nhiên thì bây giờ là chị cũng biết đó là ở Nghệ An và Hà Tĩnh chúng ta là cái tình hình dịch bệnh Covid-19 nó cũng phức tạp. Dạ. Đặc biệt là chỗ thành phố Hà Tĩnh cũng có nhiều người bị nhiễm đấy. Dạ, đang có. Dạ. Dạ dạ. Cho nên là cái việc mà đi lại nó cũng hạn chế và cho nên là em cũng không có trực tiếp đến nhà chị được đấy. Dạ. Thì bây giờ có cái khoản tiền là 3.700.000 đồng. Dạ. Của 4 nhà hảo tâm gửi để chia sẻ cho chị. Thì bây giờ em sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cho chị luôn nhé. Dạ, em cảm ơn anh Thành nhé. Vâng. Dạ. Cái tài khoản ngân hàng của chị là ngân hàng Vietcombank đúng không? Dạ, Vietcombank. Dạ, dạ. Khi mà em chuyển tiền thì nó có báo tin nhắn vào điện thoại của chị không? Dạ, có ạ. À, có hả? Dạ, dạ. Vâng. Thế thì bây giờ chị giữ máy như thế và em chuyển tiền luôn cho chị. Và nếu mà nó báo về luôn thì chị cũng cũng nói luôn cho em biết để em yên tâm nhé. Dạ dạ. Dạ dạ. Vâng. Tổng số tiền là 3.700.000 chị nhé. Dạ dạ. Dạ. Em đã chuyển là 3.700.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của chị rồi đấy. Lê Thị Thủy. Dạ, dạ. Chị kiểm tra xem đã nhận được chưa? Okay. Mở tin nhắn ra. Anh Thành bắn không? Dạ. Anh Thành bắn quá tài khoản không? Dạ đúng rồi, em chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cho chị đấy. Dạ dạ. Lê Thị Thủy đúng không? Dạ Lê Thị Thủy. Dạ. Dạ, có tin nhắn đến ơi anh Thành ạ. À, có tin nhắn đến rồi là nó báo là dạ, dạ. Cộng thêm bao nhiêu dạ, tiền 3, đó? 3.700.000, dạ. 3.700.000 đồng nhé. Dạ. Dạ, dạ. Ok, thì đó là dạ. Tiền mà 4 nhà hảo tâm sau này có gửi tiền để giúp cho chị đấy nhá. Dạ. Dạ, thứ nhất là chị... thứ nhất đó là chị Ngô Thị Hoa ở ngoài Hà Nội đấy giúp cho chị là 200.000 đồng. Dạ. Thứ hai nữa là chị Linh ở bên Hawaii, bên Mỹ đấy. Dạ. Dạ, giúp cho chị 100 đô la Mỹ. Dạ. Và thứ ba nữa là chị Phạm Thị Hương ở Đồng Nai chia sẻ cho chị 1 triệu đồng. Dạ. Dạ, và cuối cùng đó là chị Đỗ Thị Thiên Thanh giúp cho chị là 200.000 đồng nữa thì tổng là 3.700.000 đồng nha. Dạ. Dạ dạ thì à, cách... dạ. Cho em gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho em. Dạ dạ dạ. Vâng. À, dạ dạ, cố gắng lạc quan lên chị nhé. Cảm ơn anh Thành nhé. Vâng, dạ. vâng, rồi. Thế thôi, em chào dạ. chị nhé. Dạ, em chào anh. Vâng, em chào chị. Dạ. Dạ. À, quý vị ạ, như vậy là cái khoản tiền mà các nhà hảo tâm chúng ta gửi về để giúp đỡ cho chị Thủy và anh Trí thì Khánh không có đến được, thì Khánh vừa rồi đã chuyển trực tiếp vào tài khoản cho chị Thủy rồi. À, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đồng hành cùng với Khánh và đã giúp đỡ cho chị Thủy và anh Trí một hoàn cảnh cũng rất là tội nghiệp ở tại phường Đài Nài, thành phố Hà Tĩnh. À, cảm ơn quý vị. Còn lại đấy, một số cái hoàn cảnh nữa mà Khánh chưa trực tiếp đến được, vì thứ nhất đó là
Còn có thêm ngoài tiền là có thêm cả quà bằng hiện vật nữa. Thì kiểu gì Khánh cũng sẽ sắp xếp đến thì trong một cái dịp tới đây. Thì cũng rất là mong quý vị chúng ta thông cảm về cái việc là chậm trễ này, vì cái lý do ngoài ý muốn, đó là do tình hình dịch bệnh nó hơi phức tạp. Mong quý vị chúng ta cùng thông cảm. Liên quan đến cái việc mà quý vị chúng ta gửi tiền về để giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn ấy, thì Khánh cũng xin được chia sẻ với quý vị một cái thông tin ở đây. Đó là trong những ngày vừa qua thì có thêm những nhà hảo tâm chúng ta có gửi tiền về cho Khánh để giúp đỡ cho hoàn cảnh A, hoàn cảnh B, hoàn cảnh C, là những cái câu chuyện cụ thể mà Khánh đã đăng tải trên cái kênh YouTube của mình. Tuy nhiên thì khi mà các anh chị chúng ta có chuyển tiền về cho Khánh đấy, chúng ta không có liên lạc trước với Khánh, mà chỉ nói chỉ có chuyển tiền về và có cái nội dung chuyển khoản là giúp đỡ cho hoàn cảnh này, giúp đỡ hoàn cảnh kia, thì nó lại có những cái trường hợp đấy. Quý vị chúng ta chuyển về và nhờ Khánh chia sẻ cho những câu chuyện. Tuy nhiên thì những cái hoàn cảnh mà quý vị muốn giúp đỡ đấy thì đã được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ rồi, và Khánh không có kế hoạch để quay trở lại nữa. Đấy, cho nên là Khánh cũng xin chia sẻ với quý vị ở đây, đó là khi mà quý vị chúng ta chuyển khoản cho Khánh đấy để giúp đỡ cho hoàn cảnh nào, thì cũng rất mong được quý vị chúng ta có thể là có một cái cuộc điện thoại hay một tin nhắn trước với Khánh để chúng ta cùng trao đổi về cái kế hoạch của quý vị. Còn nếu có quý vị nào mà chúng ta không có liên lạc với Khánh mà chỉ có chủ động chuyển tiền đến một cái hoàn cảnh nào đó mà Khánh không quay trở lại nữa, thì trong cái video ngày hôm nay đấy, Khánh cũng xin thông báo và xin phép với quý vị là cái số tiền mà quý vị chúng ta chuyển về cho hoàn cảnh nào đó mà Khánh không quay trở lại nữa, thì Khánh xin phép được dùng cái số tiền đó để thay mặt cho quý vị giúp đỡ cho một cái hoàn cảnh mới mà Khánh sắp tới sẽ đến, hoặc là một cái hoàn cảnh mới mà Khánh đang 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 có cái thời gian để quay trở lại mà chưa được nhiều nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, thì Khánh sẽ dùng cái số tiền của quý vị để chia sẻ cho họ quý vị nhé. Bởi vì Khánh không biết cách nào để liên lạc với quý vị cả, và những cái hoàn cảnh mà Khánh không đến nữa thì Khánh cũng không chuyển tiền được cho những cái hoàn cảnh đó. Và nếu giả sử Khánh có chuyển khoản trực tiếp cho họ đấy mà quý vị chúng ta cũng không biết đấy, thì đôi khi là lại xảy ra những cái sự hiểu nhầm, thì điều đó Khánh cũng không muốn ấy, cho nên là cũng rất là mong quý vị chúng ta hiểu cho Khánh cái điều đó quý vị nhé. Cảm ơn toàn thể quý vị. Thì trong những ngày vừa qua quý vị ạ, thực sự là Khánh rất là vui khi mà rất là nhiều nhà hảo tâm chúng ta tin tưởng để đồng hành cùng với Khánh, để rồi gửi về cho Khánh những khoản tiền từ nhỏ đến lớn và đến rất lớn để giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn. Thì với cái niềm tin, với cái sự đồng hành, với cái sự ủng hộ của quý vị, Khánh vô cùng hạnh phúc quý vị ạ. Ngoài những nhà hảo tâm thì với những quý vị khán giả, mặc dù chúng ta chưa có cái khoản tài chính chia sẻ cho những mảnh đời kém may mắn, tuy nhiên thì cái sự theo dõi của quý vị, những cái lời nhận xét của quý vị, những cái comment của quý vị trong cái video cùng với Khánh ấy, đó cũng là một cái sự đóng góp to lớn, đó là một cái sự chia sẻ không hề nhỏ để giúp cho những mảnh đời kém may mắn họ cũng có được cái sự lan tỏa để rồi nhận được những cái nguồn trợ giúp về mặt tài chính mà các nhà hảo tâm hỗ trợ quý vị ạ. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Và một cái thông điệp nữa mà Khánh cũng muốn chia sẻ trong cái video ngắn ngày hôm nay đấy, đó là trong những ngày vừa qua đã có khá nhiều nhà hảo tâm chúng ta đã chuyển tiền về cho Khánh, từ những khoản tiền nhỏ đến những khoản tiền lớn và rất lớn. Tuy nhiên thì có nhiều cái khoản tiền mà khi mà Khánh nhận được cái tấm lòng của quý vị chúng ta chuyển về đấy, Khánh không biết của ai. Trong quá trình quý vị chúng ta chuyển tiền đấy, vì đặc thù công việc cho nên là có thể có những lúc quý vị chúng ta gọi điện cho Khánh và báo với Khánh là anh chị, cô chú có chuyển cho Khánh một khoản tiền như vậy để giúp đỡ hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia. Nhưng mà vì là đôi khi là đặc thù công việc cho nên Khánh là bị lãng quên đi. Đấy, cho nên là cũng rất là mong quý vị chúng ta thông cảm và hiểu cho cái sự bất tiện đó của Khánh. Và vừa rồi đấy quý vị này, thì cũng có một nhà hảo tâm mà thực sự là Khánh giờ Khánh không nhớ ra. Khánh nhớ là một người đàn ông có gọi điện cho Khánh và chuyển về cho Khánh một cái khoản tiền là 2 triệu đồng. Hôm đó là vào ngày 26 tháng 6 vào lúc 9 giờ sáng đấy. Đấy, 9 giờ sáng đấy quý vị, Khánh đang còn lưu đây. Đấy, thì anh có chuyển về cho Khánh một cái khoản tiền là 2 triệu đồng, và cái khoản tiền này thì anh bảo là để làm từ thiện đấy. Đấy, nội dung là chuyển tiền từ thiện. Thì Khánh giờ không nhớ tên của nhà hảo tâm này nữa.
Đấy, thì quý vị nào mà đã chuyển cho Khánh cái khoản tiền này đấy, thì Khánh cũng rất là mong được quý vị chúng ta liên lạc lại với Khánh để Khánh có thể biết được tên tuổi của anh chị và để sử dụng cái số tiền này chia sẻ cho những mảnh đời kém may mắn một cách phù hợp quý vị nhé. Rồi, tiếp tiếp đây nữa là vào cách đây được vài ngày đấy thì Khánh có nhận thêm được một cái khoản tiền từ bên Mỹ gửi về có tên là Cúc Nguyễn, có gửi về cho Khánh là 100 đô la Mỹ, thì Khánh cũng không biết được cái khoản tiền này cô chú chúng ta muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh nào. Thì Khánh cũng rất là mong được mọi người chúng ta là những ai đã chuyển tiền về cho Khánh, muốn giúp đỡ cho ai, muốn và tên là gì, muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh nào mà Khánh chưa biết đấy, thì trong cái danh sách đằng sau video này đấy, khi quý vị chúng ta nhìn thấy rồi thì rất là mong được quý vị chúng ta liên lạc trực tiếp lại với Khánh để Khánh biết được cái số tiền quý vị chúng ta muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh nào đó để thực hiện một cách nó trọn vẹn, mang được đầy đủ cái ý nghĩa và cái sự chia sẻ của quý vị đến với những mảnh đời kém may mắn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và sau cái thông báo ngày hôm nay, sau ít ngày nữa mà Khánh không có nhận được cái thông tin từ quý vị, thì Khánh xin phép được dùng cái số tiền của quý vị để giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn trong cái chương trình mà Khánh sắp tới chia sẻ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tuy nhiên, khi mà Khánh có dùng đấy thì Khánh đều trích dẫn đầy đủ cái khoản tiền, cái thời điểm mà quý vị chúng ta chuyển tiền, để đâu đó lúc nào đó mà quý vị chúng ta có duyên, chúng ta theo dõi một cái video nào đó thì chúng ta cũng biết được là hôm nay cái số tiền đó đã được Khánh trao gửi để giúp đỡ cho cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, để chúng ta cũng cảm thấy được vui. Quý vị nhé, cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì Khánh sẽ cập nhật danh sách ngay sau đây, và sau đó thì cũng kết thúc video luôn. Và một lần nữa thì rất là mong được quý vị chúng ta, mỗi một video quý vị chúng ta theo dõi, hãy để lại cho Khánh những cái nhận xét, những cái lời góp ý bằng những cái comment trong video quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.